Sau bao năm du học Đức trở về, cô gái sốc khi phát hiện Việt Nam ngày càng hiện đại văn minh, tốc độ phát triển nhanh đến nỗi cô không ngờ tới. Thật sự là mình quá sốc khi về Việt Nam luôn. Việt Nam mình bây giờ quá là hiện đại, quá là nhanh, quá là gọn như các bạn ạ. Từ các bà bán rau đến các bà bán thịt xiên nướng ở ngoài đường, từ các quán gội đầu cho đến các quán ăn nhỏ đều có chuyển khoản. Tại sao lại xịn thế hả các bạn? Mình cảm thấy rất là quê khi mà mình vào một cửa hiệu mua đồ xong, họ bảo mình là chị ơi thưa chị cứ chuyển khoản đi. Họ giơ một cái bảng lên có QR code. Mình buột mồm nói, ôi xịn thế này quá, sao xịn thế? Và mình nghĩ là cái bạn bán hàng đấy nhìn mình theo kiểu bà này từ trên trời rơi xuống à? Và đúng thật là mình từ trên trời rơi xuống các bạn ạ. Và khi mà mình đi mua cái điện thoại, mình sẽ được giảm 1 triệu. Nhưng mà rất tiếc là mình không có Vietinbank hay Vietcombank, thế là mình phải chuyển khoản đến một người quen để họ mua cho mình cái máy đấy. Và ngay tại cửa hàng mình chuyển cho họ số tiền đó, và đúng trong vòng 1 giây mình vừa chuyển một cái là họ nhận được luôn. Và từ cái tài khoản của người quen đó thì bọn mình có thể thanh toán ở cái shop hàng đấy. Kiểu mình thấy tại sao lại nhanh như vậy? Ở Đức mà mình chuyển khoản ấy là mình phải chờ đến ngày hôm sau, thậm chí là còn phải chờ đến 2-3 hôm ấy các bạn ạ. Cái vụ chuyển khoản này mình biết là từ khi Covid đến mọi người không dùng tiền mặt, nhưng mà Việt Nam mình làm quá nhanh các bạn ạ. Còn ở bên Đức thì cái khoản chuyển khoản này chưa có hoặc là không có. Các bạn có thể quẹt thẻ thôi, chứ còn cái kiểu mà đến các cái cửa hàng nhỏ ấy để mà chuyển khoản thì chưa có khoản đấy. Đức mà không thay đổi thì Việt Nam mình chạy vượt Đức luôn. Nhiều người là du học sinh sau khi xem xong đoạn clip đã đồng tình với ý kiến của cô gái. Đôi khi chính người dân trong nước cũng không phát hiện ra những điều nhỏ nhặt này, mà chỉ những người đi xa xứ trở về họ mới nhận ra điều khác biệt. Vậy mới thấy nước ta phát triển nhiều đến thế nào.